Em chào các bác nhá, đã trở lại kênh. Em có mớ 3T72 này. 3T72 này, rồi D722 này. Rồi D850 này. Đây, 3T đây, Giang Ma đây. 3T Giang Ma này. 3T Giang Ma luôn. D72 luôn. D722 luôn. Đấy, thì bây giờ cặn kẽ em sẽ quay từng con một cho các bác xem nhá. Con này máy 2 D48. Z482. Con này D722. Máy chưa lau chùi kín con luôn nha. D722 này. Con này D72 này. Máy kín con luôn, chưa có lau luôn, để quên zin nhá. Con này cái gì đây? Lau cho mình đi. Lau thử. Bay mẹ cái mặt lên. Con này xem nhìn dưới biết không? Không biết luôn. Con này chắc 8884 quá. Hay 82 ta. 3T8. Con này 3T72 này. Con này lớn hơn không ta? Lớn hơn. Chắc 3T84 á. Con này 3T84 này. À đây. 3T72 luôn. Con này 3T72 luôn. Á, nhìn lớn chứ. Nó lớn hơn cái này biết chạy. Ờ, nó lớn hơn. Từ từ xem nó cái mã đã sao lớn hơn nè. UAIC 3TNA72. Con này 19.5 mã lực. Con này 20 đúng rồi. Con này 20 mã lực lớn hơn. Con này 20 mã lực. Con này 19.5 ngựa. Con này 20 mã lực luôn này. Con này 20 mã lực. 3T72 20 mã lực. Con này D850. Con này như 19 mã lực. D850 19 mã lực. Con này là D72. Con này D72. Con này D72 luôn. Con này đủ với combo luôn. 3T72 luôn. Con này 3T72 mà sao nó gắn cái gì? Cái cục này chắc để gắn phát điện. Cục này để gắn phát điện. Hai mốt mã lực con này lớn này. Con này 3T72 mà 21 mã lực, con này lớn này. Con này Isenki 15 ngựa. Con này bán rồi nhá. Bán rồi. Để test máy để giao khách này. Con này D48 này. Con này bán rồi này. Test máy giao khách này. Kiểm tra nhớt nhau nhá. Rồi cho nó chạy. Rồi để giao khách này.
đấy nhá. Con này đề đời mới này nhá. Máy 2 Isanki. Giao cho anh em mà giá là yêu thương luôn. Quá đẹp luôn. Đây. Mình sẽ đấy nhá, để đứng lên. E269 0.688 lít. Quá đẹp luôn. Rồi đã chạy xong. Rồi, ok. Con này là Kubota D48. Quay phim cho nó dễ hơn nha. Đây, cái này đề này 48 này. Ok nha. Rồi, đã test máy chạy xong để giao khách.